Giang xin được kính chào toàn thể các bác cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc ạ. Xin được trân trọng kính mời các bác vào theo dõi video và mua những cái giỏ lan rừng Lai Châu về nhà vườn mình để sưu tầm ủng hộ nhà em các bác nhé. Đầu tiên vào mã kiều dẹt cho các bác này, một số mặt là một số chậu kiều dẹt trước cho các bác. Hoa lan kiều dẹt, em mời các bác ngắm này, chậu này rất là đẹp luôn. Cái bú đây bú gì đây nhỉ? Tổ quạ. À. Cái này lan lọng. Có một khóm lan lọng, một khóm tổ quạ. Đấy và kiều dẹt đây nha các bác nhá. Toàn bộ kiều dẹt đây. Tổ quạ tác dụng làm mát cho lan. Tổ quạ này thì có tác dụng là làm mát trong lan, để trong mấy chậu này lẫn với kiều dẹt nó sẽ làm mát cho kiều dẹt. Và là cũng rất là xanh đẹp luôn các bác nhá. Mã kiều dẹt này em chia sẻ với các bác là 320.000 đồng. Cho mã số C2. Mã số C2 có giá là 320.000 đồng. Em qua chậu kiều dẹt tiếp theo là mã số C1. C1 có giá là 400.000 đồng. Mặt hoa của kiều dẹt rất là đẹp. Các bác có thể xem trên mạng hoặc là kết nối Zalo gửi mặt hoa cho các bác nhé. 400.000 đồng cho mã số C1. Đấy. Và đây là hàng kiều rừng thuần các bác, kiều rừng Lai Châu thuần. 400.000 đồng cho mã số C1 hoa lan kiều dẹt. Chậu tiếp theo lên với các bác là một cái chậu kiều dẹt được thuần ở trên dớn như này nhá, một cái chậu dớn như này. 450.000 đồng cho mã số C3. Chậu này có nhiều khóm kiều hơn. Ít nhất là 3 khóm, 4 khóm nhìn thấy rồi, 1 4 5 khóm. Đấy. 450.000 đồng cho mã số C3 hoa lan kiều dẹt các bác nhá. Thì em về hôm nay rất là nhiều kiều dẹt cho các bác sưu tầm luôn. 450.000 đồng cho mã số C4 ạ. Đấy, mời các bác ngắm này. 450.000 đồng cho mã số C4. Đấy, để hơi xa một tí. Tiếp theo là một chậu kiều ở trong một cái máng dớn như này, các bác nhìn xem này. Dớn này bền lắm. Đúng rồi, dớn này thì rất là bền rồi. 550.000 đồng cho mã số C5. Đấy. Thế của nó giống như kiểu chiếc thuyền đấy các bạn. Giống như chiếc thuyền luôn. 550.000 đồng cho mã số C5. Đấy. Hoa lan kiều dẹt các bác nhá. Tam thất đi các bác ơi. Bác nào đang bị thiếu máu, chóng mặt, hoa mắt, bác nào đang vừa mới phẫu thuật về, vừa mới ốm dậy, đấy cần phải bổ sung thêm chất dinh dưỡng, nhờ các bác sử dụng cái tam thất này cho em. Trước mắt các bác là cái tam thất đen. Tam thất đen ở trên em các bác nhá. Công dụng chính là bổ máu này, rồi ngăn ngừa hỗ trợ phòng trị điều trị ung thư ấy, các khối u đấy các bác. Tan cả các khối u luôn. Đây, khi mà cắt ra nó sẽ đen như thế này. 900.000 đồng cho một cân củ to, hàng củ size nhỏ thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đây là hàng size to. Cái cách dùng thì các bác có thể là, một là các bác ngâm rượu cũng được này, hai là các bác như nhà em này thường hay nấu canh xương ăn. Đấy, hoặc là các bác thái lát ra và ngâm với mật ong xem. Khi mà thái lát các bác ngâm mật ong, các bác để phơi nắng một tí cho tái tái ấy, thì khi mà các bác ăn sẽ dẻo ngon các bác nhá. Ngâm với mật ong rừng. Thì em có sẵn mật ong rừng cho các bác ngâm cùng luôn nhá. Thanh đạm sữa 150.000 đồng cho mã số C15. Đấy. Hoa lan thanh đạm sữa các bác nhá. C15. 150.000 đồng thuần chân chậu nhựa. Đây là mặt hoa. Đấy. Rất là đẹp các bác. Nhiều nụ. Đang có nhiều nụ các bác nhá, đang có rất là nhiều nụ. Chỉ có 150.000 đồng thôi các bác, có một chậu lan thanh đạm sữa cho mã số C15. Kiểu gì? Kiểu mỡ gà. Một chậu kiều mỡ gà đang sưng nụ. Đúng không? Đang sưng nụ. Một chậu kiều mỡ gà được ghép bởi nguyên một khóm kiều như thế này. Đấy, bên dưới một lớp, bên trên một lớp. Đang có nụ các bác nhá, đang có nụ này. 300.000 đồng cho mã số C14. Hoa lan kiều mỡ gà. 300.000 đồng cho mã số C14 ạ. Đây là kiều vẫn là hoa. Cháy lá này. Bắt nắng cháy lá. 300.000 đồng cho mã số C13. Cũng kiểu mỡ gà, cũng đang sưng nụ các bác nhá. Đang sưng nụ rất là nhiều luôn. 300.000 đồng cho mã số C13. Dáng hương tam bảo sắc nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là thuần rồi. 220.000 đồng cho mã số C12. Đấy. Cái dòng này thì hoa của nó màu tím trắng, rất là thơm các bạn. Em nói thật là các bác nào mà chưa có dòng này, các bác cứ chơi thử một hai chậu đi, thơm phức nhà và mùa hoa của nó các bạn. 220.000 đồng thôi cho mã số C12. Quá rẻ. Đây là kiểu gì? Anh cứ để đấy không sao. Mã số C11 320.000 đồng. Mã số C11 kiểu vuông các bác nhá. Kiểu vuông này. Rất là thuần rồi, 320.000 đồng cho mã số C11. Mà các bác đến một chậu đùi gà. Đùi gà tròn 300.000 đồng cho mã số C9, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào đã có đùi gà dẹt mà chưa có đùi gà tròn này, các bác chốt mã này luôn đi. Hoa của nó màu tím trắng, nở cả tháng trời chưa tàn các bác. Nở vào dịp Tết các bác nhá, mặt hoa rất là đẹp luôn. 300.000 đồng cho mã số C9.
chỗ này vẫn là đùi gà. Đùi gà này. Anh cầm hộ em. Anh cầm em xem giá. Đâu rồi? Bên này, bên này. Bên thái dưới. Hả? C18. Mã số C18 450.000 đồng. Ờ, đùi gà các bác nhá, thân vàng óng luôn. Đấy. Anh em phải cắt cái dây để ra bung ra cho các bác ngắm nó nhiều thân như thế nào. Toàn bộ thân này đều thân trong hoa, rất là cao, mập, dài. Vừa dài lại vừa mập các bác nhá, mã số C18 450.000 đồng. Đùi gà chớp. Đây là một chậu lan đùi gà chớp. Mặt hoa em đã cho các bác xem ở những video trước. Đây mặt hoa đây các bác. Mặt hoa rất là đẹp các bác nhá. Mã số C6 có giá là 550.000 đồng. 550.000 đồng cho mã số C6. 750.000 đồng cho mã số C7. Đấy. Rất nhiều thân luôn, này ra hoa quá đẹp các bác. 750.000 đồng cho mã số C7. Một giò tuyết trồn phần trên mà bảng rớn, 400.000 đồng cho mã số C26. Thuần rất lâu rồi các bạn, các bạn nhìn nó biết luôn thuần lâu à. Dây bám xung quanh. 400.000 đồng cho mã số C26. Rất là nhiều cây trồn các bác nhá, rất nhiều cây trồn luôn. Cái này hay chưa các bác ơi? Ở khung gỗ này hay chưa? Đấy. Bao nhiêu đây? 400.000 đồng cho mã số C24. À số 4 rồi. 400.000 đồng cho mã số C24 được thuần trên mà khúc gỗ lũa như này. Đẹp chưa các bác? Thấy của nó đây. Nhà nó sẵn móc treo về các bác chỉ treo thôi. 400.000 đồng cho mã số C24 ạ. Toàn cây trồn tuyển đẹp các bác. Ui có một con số đóm kìa. Ui có một con số đóm. Biết ra vào người em. 400.000 đồng cho mã số C25. Vẫn là đuôi trồn các bác nhá. Vẫn là đuôi trồn này. 400.000 đồng cho mã số C25. Ui là nhiều cây trồn thích nhỉ. 1, 2, 3, 4. Hơn chục cây. Mười mấy cây các bạn. 400.000 đồng cho mã số C25. Trồn thuần trên một cái chậu rớn như này các bác nhá. Đôi trồn. Tha hồ các bác chọn luôn trồn Lai Châu để quá đẹp rồi các bạn. C27 420.000 đồng. Điện thoại để hơi cao. 420.000 đồng cho mã số C27 ạ. Giờ này được thuần trên gỗ lúa các bác nhá. Để cho nó xuống thấp một chút. Tôi cho nó thấp tí, tôi phải dơ cao này. Đấy, lại thấp quá. Rồi. 420.000 đồng cho mã số C27 ạ. Đây là kiểu trắng đúng không? Kiểu trắng tinh, hoa có mặt hoa. Xác minh cái này là có nụ đúng không? Em mời các bác ngắm mặt hoa của thằng kiểu trắng nhá. Đây. Đây là mặt hoa ở kiểu trắng đây. Rất là đẹp luôn các bạn, trắng tinh luôn. Mã này là một cái chậu kiểu trắng, thân lá rất là đẹp. Hàng nguyên rẻ. Nguyên rẻ to luôn. Đấy, đã có mặt hoa. Còn bông nữa đấy. Còn bông nữa chưa nở đúng không? Ừ. 1.000.000 cho mã số C21 ạ. Đấy. Mặt hoa này các bác ơi, các bác ngắm xem mặt hoa quá đẹp luôn. Đấy, mã số C21 1.000.000 đồng. Cái gì đấy? Rồi. Đen rồi tím nhạt. Cái chậu đấy cho các bác xem lại không? Một chậu đen rô tím nhật chia sẻ tới các bác với giá là 350.000 đồng. 350.000 cho mã số C22. Đây là đen rô tím nhật các bác nhá. Rất là nhiều thân luôn. Đang có mầm gốc nhiều nữa các bác. Okay. Hoa nở dịp Tết ạ. Vôi tím. Một chậu vôi này, một giò vôi thuần đen rớn chia sẻ với các bác là 320.000 đồng cho mã số C20. Vôi tím các bác nhá. 320.000 đồng cho mã số C20, hoàng thảo vôi. Một chậu tóc tiên 180.000 đồng cho mã số C19 ạ. Hoa màu tím khá đẹp quá nhá. 180.000 đồng cho mã số C19. Mời các bác đến một chậu long tu đá của Xin Hồ trên em. 450.000 đồng cho mã số C16 ạ. Long tu đá Xin Hồ, Lai Châu. 450.000 đồng cho mã số C16. Họng đen đúng không? Sơn thủy tiên họng đen, hàng nguyên rẻ ghép đã thuần. Đấy. 480.000 đồng cho mã số C32. Bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Nhé, bảo hành mặt hoa cho các bác cứ yên tâm là chuẩn họng đen cho các bác chơi hoa. 480.000 đồng cho mã số C32 ạ. Gì tím nhỉ? Quế tím, quế tím. Quế tím. Đây là một chậu quế tím có 3 cây các bác nhá, thuần trên chậu nhựa này.
250.000 đồng cho mã số C29 ạ. 250.000 đồng cho một chậu quế tím mã số C29 các bác nhá. Đã rất là thuần rồi. Đây là một cây này. Hai cây, cây nhỏ một tí và ba cây. Đấy, 250.000 đồng cho mã số C29 ạ. Tiếp theo là một chậu kiều vàng. 250. Để em thử bây xem nào. Ôi cũng mặn lắm đâu. 250 thôi cho mã số C28 hoa lan kiểu vàng các bác nhá. Không biết có đánh giá nhầm không. 250 các bạn, 250. Mã số C28. Em mời các bác đến với một giò dáng hương tam bảo sắc này. Thuần ở trên một cái cây dớn hay cây gì đây? Dớn sớ dớn. 250.000 đồng cho mã số C31. Đấy. Tam bảo sắc, lai châu các bác nhá, hoa tím trắng rất là thơm luôn. 250.000 đồng thôi cho mã số C31 ạ. Rẻ quá các bác, chốt ngay giò này cho em. 250.000 đồng. Hàng là các bác chơi thân lá, chơi hoa, chơi cả dễ luôn. Cho mã số C31. Cái này vẫn là quế tím hả chú? Một chậu quế tím với 1, 2, 3, 4 cây đều nhau. 4 cây đều nhau như này các bác nhá. Chia sẻ với các bác với giá là 250 cho mã số C30. C30 chứ. Có giá là 250.000 đồng. Đây là quế tím các bác nhá. Quế tím chứ không phải quế trắng. Đây là cái gì chúng nhỉ? Vôi à? Long tu. Long tu xuân đó. Một chậu long tu xuân chia sẻ tới các bác. Mã số C35. Đấy. Bác nào có long tu đá mà chưa có long tu xuân này, các bác cho sưu tầm cho đủ bộ sưu tập long tu. Đấy. Mã số C35 có giá là 250.000 đồng. Long tu xuân các bác nhá, hoa rất là đẹp luôn. Nhiều thân ơi là nhiều thân, xung xuê luôn. Mà lại chỉ có 250 thôi cho mã số C35. Vẫn là long tu xuân. 220.000 đồng cho mã số C34 ạ. C34 có giá là 220.000 đồng. Chưa. Cái đấy là trầm. Trầm rừng. Tiếp theo mà các bác để nó một chậu trầm. Trầm rừng các bác nhé, trầm tím rừng. 450.000 đồng cho mã số C36 ạ. Đấy. Trầm các bác nhé, 450.000 đồng cho mã số C36. Trầm tím. Hoa rất là thơm. Hạt vị lá mít. Một chậu hạt vị lá mít nguyên bản. Chia sẻ tới các bác là 250.000 đồng. 250.000 đồng hạt vĩ hàng lá mít và nguyên bản các bác nhá. Hạt vĩ nguyên bản này. Hạt vĩ bản lá mít luôn. Mã số C37 có giá là 250.000 đồng. Vậy. Quế lá nhân. Mấy ngồng hoa? Hai ngồng. Một mẹ một con, đây là mã quế lá nhân, có đang có hai ngồng hoa các bác nhá. Đấy, lá hơi nhăn nhăn như này các bạn. 2 ngồng hoa một mẹ một con, 2.300.000 đồng cho mã số C23. Cây con nó đánh. Vâng, cây lá, cây con lá cũng đang nhăn các bạn. 2.300.000 đồng cho mã số C23. Thuần trên chậu nhựa rất là đẹp và nhìn rất là sang như này các bác nhá. Đang có 2 ngồng hoa ở vị trí cân đối gần nhau. Đấy. Quế lá nhăn. Còn lấy đang nhăn. Tiếp theo là một chậu quế cũng là quế lá nhăn các bác nhá, đang nhăn. 1 triệu đồng cho mã số C8. Lá gốc khoảng 5 sen. Lá gốc khoảng 5 sen các bác nhá. Đây là ngọn đây. Đấy, 1 triệu đồng cho mã số C8 thuần trên chậu nhựa. Mời các bác đến một giò tam bảo sắc 450.000 đồng cho mã số C38. Đấy. À, toàn cây đều đẹp các bác, đều tăm tắp luôn. Đẹp chưa các bác? Giá cũng đẹp luôn cho các bác sưu tầm. 450.000 đồng C38 ạ. Thuần trên dớn các bác nhá. Hạc vĩ thiên cung. Tiếp theo là một cái giò hạc vĩ thiên cung này. Hạc vĩ thiên cung này 300.000 đồng cho mã số C39 ạ. Đấy, rất là nhiều thân các bác nhá, rất là nhiều thân luôn này. Thuần ở trên một cái khúc gỗ như này, đó rất là thuần rồi rêu đây. Đây là rễ đây. Thuần rất là lâu rồi các bạn. 300.000 đồng cho mã số C39 ạ. Táo Lai Châu không cần sổ. 1 triệu thôi à? 1 triệu cho một chậu cáo này các bác nhá. Cáo 1 triệu. Rất là đẹp, đây ngồng hoa mùa hoa trước đây. Anh cầm hộ em cái. Anh bê hộ em quay cho các bác xem. Hơi nặng. Đây, 1, 2, 3, 4 cây.
tương ứng là 250 một cây. Đây là 1 triệu. Mã này là 1 triệu. Cái lá này bị cháy nắng này. Cháy nắng mất một lá. Cháy nắng mất một lá các bạn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Những cái vòi hoa của nó mà nó nở thì từ phía xung quanh đây. Vòi hoa, ngọc hoa dài hơn cả lá như này các bác nhá. 1 triệu cho một mã cáo này. Mật ong khoái rừng 300.000 đồng trên 1 lít các bác nhá. Bao chuẩn rừng cho các bác. Để các bác uống hàng ngày với chanh thôi em, hoặc là các bác uống với tinh bột nghệ, hoặc là các bác ngâm sâm. Đấy, ngâm tam thất như vừa rồi, tam thất nhà em đấy. Các bác ngâm các bác uống rất là tốt nhá. 300.000 đồng trên 1 lít. Thuốc nam đặc trị xương khớp của người dân tộc Dao đỏ. Bác nào đang bị đau nhức xương khớp này, đau lưng mỏi gối, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, các bác dùng cái này cho em. Uống đun nước uống hay nước lọc hàng ngày các bác nhá. 150.000 đồng cho 1 cân, một liệu trình là 3 gói 3 cân các bác nhá. Dùng rất là ok luôn. À, em chia sẻ tới các bác một cái sản phẩm nữa, đó là viên hà thủ ô mật ong vừng. Viên hoàn hà thủ ô mật ong vừng ở trên em. À, bủ máu, mọc tóc đen. Đấy, bác nào mà đang bị thiếu máu chóng mặt và tóc trắng bạc ấy, các bác dùng này cho em. Em có cả củ hà thủ ô đỏ rừng tươi nhá, với cả củ hà thủ ô đỏ khô, rồi bột hà thủ ô đỏ, và đây là viên hà thủ ô đỏ mật ong vừng, rất là dễ sử dụng. 350.000 đồng trên 1 cân các bác nhá. Mật ong vừng này cũng, viên hoàn này cũng kết thúc video của nhà em ngày hôm nay. Em xin được cảm ơn tất cả các bác, cô chú anh chị đã theo dõi video và ủng hộ nhà em. Em xin chào các bác.